Ok, hello mình nhé. Trong quay trở lại kênh của mình thì ngày mai tiếp tục mình sẽ lại hướng dẫn cho anh em làm thế nào để mình có thể gọi là bắt được con cầu 8 US ở trên con chính xác luôn là con cầu của dòng xanh nhé. Con cầu dòng xanh con 8 US này thì liệu sẽ đánh nào với số ngày mai 50M mình đã gọi là sẵn ở đây rồi. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn anh em là bắt một con cầu sao bệt nhé. À, thì con cầu sao bệt này thì cũng chưa biết đi như nào thì thôi mình cứ tình cảm nhẹ nhàng các bạn. Xem có ok không? Con này mà đi ok thì lụng ngay chứ con này mà lại gãy một phát thì đúng hỏng em ạ. Nên thôi, làm gì làm, đánh gì đánh thì cứ bình tĩnh tự tin, không cay cú là nó sẽ lên. Chứ còn anh em nhiều khi mà đánh cay cú quá thì lại hỏng em ạ. Rồi, để xem như nào. Con này ở đây mà ok, lụm được con rượu, lụm được con tài thì cũng gọi là ngon ngay chứ. Chứ còn con này mà lại gãy thì hỏng, hỏng. Hỏng luôn em ạ. Nào, nhẹ nhàng một tay con tài đầu tiên cho mình. Ui trời ơi, đánh tài là mà lặn 2-1 kìa. Lặn 6-2 thì cũng còn có tí hy vọng chứ còn lặn lên thế này rồi thì hết cứu. Ờ, nhưng mà không sao. Nói chung là cầu này thì vẫn cứ lụm được là được ấy mà. Còn lại cầu kèo không phải lo. Nào, để xem là tiếng này còn ok không. Tiếng này ở đây thì vừa mới xỉu rồi thì mình lại gì ạ? Tiếp tục là sau bệt thì mình sẽ lại làm tiếp một con xỉu nhá. Đấy. 7 mà xỉu. Để xem như thế nào. Con này mà đi ok thì ngon như con này mà lại gãy một phát thì hỏng. Hỏng anh em ạ. Rồi. Để xem nhá. Nếu mà không có gì thay đổi thì cầu này tỷ lệ lên xỉu nó khá là cao. Chứ con này mà lại gãy thì hỏng luôn em ạ. Rồi. Nên thôi. Chậm nhưng mà chắc. Còn hơn nếu mà mình đánh to thì nó rất là dễ gãy. Nhưng mà nếu mà không có gì thay đổi thì cầu này vẫn cứ phải ạ. Vẫn cứ phải là xỉu rồi. Chả nhẽ lại bỏ con này ra tài được nữa. 5-1 rồi thì lấy đâu ra nữa. Úi giời, 5-1-1 này. Con này 4-2-2 thì không biết là chạy 4-2 như thế nào. Cầu này ở đây mà đi gọi là ok cùng luôn nhưng cũng ngon nhưng mà con này mà lại gãy ra một cái lại bịp con tài thôi. Chết đòn này mà. Rồi, tiếp tục tiếng này ở đây thì mình sẽ làm thêm một con xỉu nhé. 1.650 để xem là con này chạy đến đâu. Anh em nghĩ liệu con này nó có bịp được không? Cầu này nó bịp nghe nó cứ vô lý thế nào nhỉ? Nhìn thôi, tiếp tục là cứ bệt xỉu. Em nay cầm mà với số vốn này thì gặp cái quả cầu sau bệt này thì mình sẽ cố gắng là kiếm từ 5 cho đến 10M nhá. Làm nhẹ nhàng 5 đến 10M xem như nào. Con này nếu mà không có gì thay đổi thì lụng ngay chứ còn sợ mỗi con này gãy thôi. Cầu này mà gọi là gãy một cái ra thì cũng gọi là dở đấy anh ạ. Rồi. Nên là chậm chậm một tí không có gì thay đổi thì cầu này mình sẽ lụm luôn là một con gì ạ? Chính xác là con xỉu luôn đi chứ còn gì nữa. 4-1 chẳng nhẽ con 6 hả anh em? Thấy đâu ra được chứ? Đấy, nói chung là bắt cái cầu sau bệt thì mình cứ theo đa phần là cứ theo bệt em ạ. Một nó sẽ chạy 1-1 mà hai nó sẽ theo bệt. Đấy, nên là mình cứ phải để xem như nào. Rồi. Ở đây 413, 413 con này kép đôi 7 thì mình sẽ bẻ nhẹ một tay thôi nhá, chỉ bẻ nhẹ thôi anh ạ. Đấy, để xem như nào. Con này đi ở đây thì là thôi, làm luôn 2 mét đi cho nó sánh địa. Oánh thì cứ phải căng đét đi. À, nhưng mà vẫn phải cẩn thận anh ạ. Chứ còn con này mà nó lại gãy ra một cái thì thôi, đúng bịp anh ạ. Nhưng mà chắc con cầu này nó không biết bịp đâu. Cầu nhìn trông uy tín thế này cơ mà. Làm sao mà lại bịp được đúng không? Này mà bịp được thì có mà chết dở. Chết dân anh ạ, bắt quả cầu đúng chết dân luôn. Rồi, này thôi. Cứ từ từ nhá. Chậm nhưng mà nó chắc, còn hơn là mình đánh to nhưng mà nó lại gãy anh ạ. Nào. Để xem tiếng này đến đâu đây. 5 này. 4 này, chả nhẽ có 1. Úi giời, máy thế, 5 4 2 anh ạ. Cầu kèo ạ, cũng ok. Rồi, con này không được ơi thôi thì mình cũng sẽ gì ạ? Nghỉ luôn nhá. À không, con này cứ làm thêm tay nữa đi. Một tay nữa nghĩ là đẹp một hai tay gì đấy con này tiếp tục tài thì mình sẽ đánh thêm một con xỉu nhỉ. À thôi cứ làm con tài đi. Nhẹ nhàng nhá, 1 mét thôi, đánh 1 mét thôi. Con này mình sẽ làm tầm 1 đến 2 tay, cầu này lên được thì mình đánh tiếp còn không được mà về tầm 50M thì à về ừ đúng rồi về tầm 55M đi thì mình sẽ nghỉ luôn đấy. Đánh là cứ phải gọi là chắc cốp như thế. Con này mà ok thì lụm luôn nhưng còn con cầu này mà gãy thì hỏng 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 hẳn anh ạ. Nào không biết có hỏng hay không thôi. Cầu này
này mà không hỏng mà đi ok thì còn được, chứ mà con này mà lại gãy một phát thì thôi, đời đi luôn. Nào, để xem nhé. Nếu mà con này ra tài thì khả năng còn là có thể chạy 33 hoặc là 321 gì đấy. Nói chung là thôi, cứ bình tĩnh, không đi đâu mà phải vội. Bắt cái cầu 80 Hz này thì nó rất là dễ lên. Rất là dễ lên 553 thấy không? Sau bệt thì mình cứ bệt mà theo. Một là sau bệt nó sẽ có hai cầu là trả bệt hoặc là trả 11. Thì nó để xem nó chạy nó trả với cái gì thì mình sẽ theo cái đấy. Con này thì 321 thì mình sẽ làm con xỉu nhá. Sao nào, con này ở đây thì làm khoảng 2 m, 3 m luôn đi, 3 m 273. Được chưa? Bú con này thì mình sẽ bú được lên hơn, mà không được thì thôi, mình cũng nghỉ. Đấy, không có sao cả các bạn. Cứ thoải mái mà đánh. Được chưa? Vẫn phải cứ nói gì thì nói, chứ còn đánh mà dễ vậy thì còn gì à, còn nữa đúng không? Chả còn cái gì đâu các bạn. Thôi, nhẹ nhàng. Một con xỉu. Để xem là nếu mà không có cái gì thay đổi thì cầu này nó phải là gì ạ? Nó phải là xỉu chứ còn gì nữa. Cầu này ok thì lụm lúa luôn. Con này nếu mà không có gì thay đổi thì phải là xỉu cầu 321, và mình lụm con này mình lên được hơn 6 m thì mình có khả năng mình sẽ nghỉ luôn chứ cũng chả tham nhiều đâu. 6 rồi. 3 này, 1 đi. Ui giời, 2 3 là 6 anh em ạ. Thôi, thì cái tiếng cuối cùng thì cứ tưởng là gọi là ok một cái thì đẹp luôn, như cầu này mà nó lại gãy thì hỏng hỏng hẳn anh ạ. Hỏng hết cả hình. Nên là thôi, tầm này thì đấy. Anh em thấy không? Mình gọi là áp dụng một cái cách bắt cầu đơn giản thôi, đó là cái theo bệt. Nói chung con này mình bẻ bệt thì hơi sớm, đúng ra con này bẻ thì đẹp này, đánh xỉu con này thì khá là đẹp. Nói chung là sau cầu bệt thì anh có thể tham khảo các bắt cầu dòng xanh này của mình. Ok chưa? Đấy. Kiếm 5 đến 10 m và thậm chí là 15 m rất đơn giản nếu như anh em cứ bình tĩnh. Bye bye anh em.